Rồi đang mấy giờ? 8 giờ 45 đúng không? Rồi 8 giờ 45. Dạ phải chỉnh nè mấy cái đồng hồ nha. Rồi chỉnh nè, bấm trên dây nè, bấm trên dây, bấm cho nó bấm đèn luôn cho nó quay tới số 12. Rồi này bấm tiếp phút đó, nó đang quay cái phút đúng không? Đè cái này đè luôn á, nghĩa là trên dây nó quay chứ. Nó số 12 xong rồi kim khúc nó mới chạy nè. Đây nè, xuống đây nè, thấy không? Lấy cái tay vào không? Đè luôn đúng không? Đè luôn nè, thấy không? Đè luôn nè. Cái nút bên đây là reset nè, lỗ nhỏ bên đây là reset nè. Nút này kim dây nè, đây kim khúc nè, reset nè, dây nè, khúc nè, thấy không? Đè luôn nè, đè luôn nè. Mở tay quá rồi. Chúng đi. Tới 8 giờ 45. Ủa, cái đồng hồ nó phản ánh con lại luôn kìa. Vậy hả? Vậy con khỏi quay mặt con. Mà cái điện thoại nó che mất cái mặt con rồi. Này, 7 giờ này nè, nhanh. Mở tay quá. Nên một kiếm không? Kiếm nó cong đẹp không? Kiếm nó cong nè. Trong xuống. Đó, cong mặt cầu nè. Mặt kính mò nữa, còn kính mò. Rồi giờ của nước ngoài, của Nhật, phải chỉnh là giờ Việt Nam. Đây cung gỗ nè. Đây tôi chào. Cao bằng gỗ. Cao đẹp không? Con này. Ok. Tôi nói là chặn mới. Con che cái camera rồi. Con che cái đó. Chặn mới lại đó. Chặn mới cho nó ngay cái kia đồng hồ rồi. Nó ngủ rồi. Chặn mới rồi cho tôi. Nó nha, đè luôn nha. Đè luôn cái kim phúc luôn nha. Rồi phải bấm kim dây cho nó chạy tới số 12 trước. Rồi nó bấm tới kim phút. 8 giờ 45 rồi tới rồi. Đó, 8 giờ 45 rồi mới làm lình làm buông ra. Sắp xong rồi nè. Này mặt này kiến dạ quang nha. 8:45. Còn mấy cái. Rồi quay qua bấm nút này nè. Nó kim dây bấm cho nó chạy nè. Đó. Rồi bấm nó quay, thấy chưa? Thấy nó chạy nè. Rồi xong rồi đó. Rồi xong, kết thúc.